Đồ sư cũ làm giỏ xin thân ái mến chào cô chú anh chị. Hôm nay thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình một số đồ đồng ha, và đồ gốm và đồ gỗ sư cũ. Giao lưu và báo giá cho cô chú anh chị mình qua số điện thoại em là 0345 238 512. Thì Lâm chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều đã xem cũng như ủng hộ Lâm những clip vừa rồi rất là nhiều ha. Rất mong sự ủng hộ cô chú anh chị mình trong những clip này. Còn đây là tác phẩm đầu tiên của chú anh chị. Đây là 1A ha. 1A thì em có một cái bộ lư xưa nè. Chiều cao của lư thì em đo gì là 75, còn chiều ngang chỗ hai trái đào như thế này là 50 của chú anh chị. Đó, bộ lư này thì chắc là chuẩn luôn cô chú anh chị, chuẩn xưa luôn ha. Ở rất là đẹp cô chú anh chị. Bộ lư này thì em cũng chưa đánh nước đồng nè. Bên em thì sẽ bao đánh nước đồng cho cô chú anh chị mình luôn ha. Nếu mà cô chú anh chị mình có nhu cầu. Còn không thì cô chú anh chị mình để cặn Tết hay đánh luôn cô chú anh chị. Bộ lư này thì rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Còn ở phía trước nè, đây là sông Long Trầu Nguyệt của chú anh chị, hai con rồng hai bên ha, đó rất là đẹp luôn. Còn chiều cao của chân đèn thì em đo như gì là 56, còn cái mâm như thế này là 30 của chú anh chị. Đó, của chú anh chị mình xem bộ lư này rất là lớn luôn, tuổi đời thì rất là cao của chú anh chị. Bộ lư này thì cân nặng là 20 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 45 triệu ha. Còn đây là 2A, 2A thì em có một cái bộ lư nữa nè, cũng là bộ lư xưa luôn cô chú anh chị. Đó. Những bộ lư của chú anh chị mà xưa ha, đánh nước đồng ngay cô chú anh chị mình xem nè, cái màu sáng rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đó, chiều cao của lư thì em đo như gì là 55, còn chiều ngang chỗ hai trái đào như thế này là 40 của chú anh chị. Chuẩn xưa luôn, cái này thì em mới đánh nước đồng ra nè cô chú anh chị mình, giờ rất là đã luôn cô chú anh chị. Đó, rất là tuyệt vời luôn, rất là im cô chú anh chị ơi. Những hàng lư xưa thì cái bộ vừa rồi đó, bộ mới vừa xong đó cô chú anh chị, nó cũng là bộ lư xưa đánh ra thì nước đồng nó cũng như gì nè cô chú anh chị. Nó rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Đó, còn chiều cao của chân đèn thì em đo như gì là 45, còn cái mâm thì là 25 cô chú anh chị. Những cái chân đèn rất là nặng luôn. Ở chân đèn như thế này thì nặng tới 3,5 kg đâu đó cô chú anh chị, rất là nặng luôn. Rất là sắc sảo bộ lư này của chú anh chị ơi. Bộ lư này thì cân nặng là 13,5 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 10 triệu ha. Còn đây là 3A thì em có một cái bộ lư mắc ke đó cô chú anh chị. Ở chiều cao của lư thì em đo như gì là 32, còn chiều ngang như thế này là 18 cô chú anh chị. Còn chiều cao của chân đèn thì là 25, còn cái mâm như thế này là 11 cô chú anh chị. Đó cô chú anh chị mình xem đây, rất là đẹp luôn. Chuẩn xưa luôn cô chú anh chị. Bộ lư này thì cân nặng là 4 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 4 triệu ha. Còn đây là 4A thì em có một cái sông trầm. Đây sông trầm xưa luôn cô chú anh chị. Chiều cao sông trầm thì em đo như vậy là 42, còn chiều ngang chỗ hai con rồng như thế này là 25. Đó cô chú anh chị mình. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Hai bên đông đây là hai con rồng của chú chị, ở phía trên thì con lăng ha, ở dưới này là con rồng nữa nè. Đó, nó quấn theo của chú chị. Ở cái sông trầm này thì cân nặng là 2 kg, giao lưu với cô chú chị mình là 12 triệu ha. Chuẩn xưa luôn của chú chị. Còn đây là 5A thì em có một cặp voi. Ở chiều cao của voi thì em đo như gì là 16, còn chiều dài như thế này đi ha, em đo cái đế ha là 14. Đó, còn chiều rộng như thế này. Đây chiều rộng đó là 7 phân của chú chị. Những cái này thì mình gạt bàn thuốc của chú chị, mình có thể để ở trên cái bàn dầm nó rất là sang đó. Ở đây thì mình gạt bàn thuốc của chú chị. Thì cặp voi này thì em giao lưu với cô chú chị mình là 400 ngàn ha.
gốm Biên Hòa của chú anh chị. Ở đây thì em có một cặp nữa nè, cặp này đó, chiều cao thì em đo như gì là 25, còn chiều dài như thế này là 17 đó, còn chiều rộng là 9 phân của chú anh chị. Đó, cặp voi nè, rất là đẹp luôn quý chị. À, con voi này thì cô chú chị mình xem nè, nó mẻ một góc nè. Đó, có sao thì em sẽ báo cho cô chú chị mình vậy ha. Đó, nó mẻ một góc nên em cũng giá để với hậu nghị cho cô chú chị mình xài luôn ha. À, cặp voi này thì em giao luôn cho cô chú chị mình làm 1,2 triệu ha. À, còn đây là 7A thì em có một cái bộ trường kỷ của quý anh chị. À, bộ này thì nó gồm có 5 món. À, một cái đôn ha, một cái đôn này là đôn kẹp của chú anh chị. À, nó kẹp giữa hai cái ghế. Chiều cao của đôn thì em đo như gì là 75, còn chiều rộng như thế này là 36, còn chiều ngang là 46. À, còn cái chân như thế này là 6 phân của chú anh chị. Đó, cái đôn này thì rất là đẹp luôn, được điều chạm đục rất là kinh tế của chú anh chị. Đó, đây gỗ thì là gỗ gõ. Hết nè. Đó. Em quay còn những chi tiết nào mà cô chú anh chị mình chưa gõ chưa kỹ thì hãy kết bạn Zalo bên em ha, để sẽ hỗ trợ thêm cho cô chú anh chị mình ở xem cho nó gõ hơn nữa ha. Đây, ở phía trên đây cô chú anh chị, xung quanh ở phía trên thì được điều cặn hết nè, ở giữa thì được cặn một cái bông hồng. Đó, nên nó rất là đẹp cô chú anh chị ơi. À, đôn thì nó gồm có một cái đôn như thế này ha, còn ghế thì nó gồm có hai cái ghế ha. Đây. Đó, hai cái ghế như thế này của chú chị, ghế rất là đẹp luôn chú chị. Chiều cao của ghế em đo tới ghế là 50, còn cái dựa sau như thế này là 108, còn chiều rộng thì em đo lọt lòng đi ha, còn là 52, còn chiều ngang như thế này là 71, còn cái tay tựa thì như thế này là một tấc của chú chị. À, còn cái dìm dưới như thế này đem đo chỗ này đi ha, là 4 phân. À, ở phía trên này cô chú chị được điều cẳng hết ha. Đó, cẳng xung quanh ở phía trên luôn. Đó, cái tựa sau ha. Còn đây thì người ta cẳng may quá rồng. Đó. Rất là im cô chú chị. Ở đây thì người ta chạm nè, chạm là cá quá lông. À, đuôi thì đuôi cá ha, đầu thì đầu rồng cô chú chị. Ở dưới này thì người ta cẳng là tích tâm quắc cô chú chị. Ở cái tích chắc là hay ha, tâm quắc giữ nghĩa của chú chị. Còn ở bên đây thì hai bên này cô chú chị, đó hai bên thì người ta cẳng những cái tùng. Ở bên đây cũng vậy nè cô chú chị, ở hai bên thì cẳng hai cái tùng ha. Còn ở bên hông nè, đó bên hông là cô chú chị, đó được điều chạm đục rất là đẹp luôn nè. Còn ở tay tựa như thế này, cái tay tựa thì người ta cẳng tích tứ bình cô chú chị. Đó, hai bên này cô chú chị ơi, cẳng tích tứ bình ha. Đó, ở dưới dìm dưới thì được điều chạm hết nghe cô chú chị. Đó, được chạm hết luôn. À, cái ghế thì được điều cẳng là cẳng ba mặt thôi cô chú chị. Đó, ở bên hông đây. À, ở phía sau cho cô chú chị xem. Đó, ở phía sau đây. Ở phía sau thì người ta chạm cái đây thì cũng như một cái tổ ong này cô chú chị. Chạm ra là điều chạm hai mặt ha. Chạm hai mặt cô chú chị, nên cô chú chị mình cứ an tâm về để ha. Để hướng nào cũng được. Rất là đẹp cô chú chị ơi. Ghế thì nó gồm có hai cái ghế như thế này. Đó thì em đo đại diện một cái cho cô chú anh chị mình thôi ha. À, còn cái băng dài đi cô chú chị. À, băng dài thì gồm có một cái băng. Ở chiều dài của băng thì em đo gì là 2 mét cô chú chị ơi, rất là dài luôn. À, còn chiều rộng là 52. Còn chiều cao cũng vậy cô chú chị ơi, 50 ha, còn cái giữa sau. Đây, cũng là 108. Ở rất là đẹp cô chú anh chị. Được điều chạm đục rất là đẹp. Đó. Ở đây thì người ta chạm đục là tích bát tiên cô chú anh chị. Đó, bát tiên ha. Rất là đẹp. Bộ bàn này thì được điều chạm đục thì rất là im nghe cô chú anh chị. Cẳng cũng rất là đẹp luôn. Đó. À, còn cái mặt đây cô chú chị, cái ở phía dưới ha.
Ở đây là một miếng gỗ liền của chú chị, một miếng thôi. Cái mặt băng thì cô chú chị mình xem, một miếng gỗ liền. Rất là êm cô chú anh chị. À còn đây là cái bàn của chú ơi. À, chiều cao của bàn thì em đo như vậy là 77, còn chiều dài của bàn nó thì là 147, còn chiều rộng như thế này là 70. Còn từ mặt bàn xuống cái dìm là 22. Đó, còn cái chân như thế này là 8 phân cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp luôn quý vị, cả bàn này được cẩn là cẩn mặt luôn. Đó. Rất là êm luôn quý vị. Còn em ở đây là đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức 5, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Cô chú anh chị mình cứ đi tới cửa hàng bên em ha. Giờ tới đèn bốn ngọn hướng về Châu Đốc khoảng 4 cây số thôi là cô chú anh chị mình thấy cửa hàng bên em. Còn nếu mà cô chú anh chị mình đi cái tuyến tránh Long Xuyên, hết cái tuyến tránh Long Xuyên khoảng chừng vài trăm mét hướng về Châu Đốc là cô chú anh chị mình thấy cửa hàng bên em ha. À, bộ giường kỹ này thì được gỗ thì là gỗ gõ cô chú anh chị, còn ốc này thì ốc Singapore ha, à, vàng chanh xanh lục cô chú anh chị. À, thì bộ dụng kỹ này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 65 triệu ha. Đó, bộ này thì nó gồm có 5 món nha cô chú anh chị. À, còn đây là 8A, 8A thì em có một bộ bàn con ai, bộ bàn tròn của chú gì. Đó, bộ bàn này thì nó gồm có 7 món, một cái bàn và 6 cái ghế của chú chị. À, ghế toàn bộ là gỗ gõ hết cô chú chị ơi. Đó, chiều cao em đo tích ghế là 50, còn cái giữa sau là 94. À, còn chiều rộng như thế này là 39, còn chiều ngang là 48, còn chiều dày đít ghế là 3 phân của chú chị. Ghế cũng là gỗ gõ luôn, ghế này là ghế lưng liền, tay thì tay cuốn ha, chân thì chân đùi ếch. Ở phía trên thì cô chú anh chị mình xem đây là song long tròn nguyệt nè. Đó, còn dưới này thì ta cẳng những bông hoa và những con chim. Đó, chim hoa cô chú anh chị. Đó, ghế thì cái đít rất là liền luôn, không hề có lỗi lầm nghe cô chú anh chị. Đây, và ở phía dưới đây. Đó, cô chú anh chị mình xem nè. Đó, em quay ở bên hông và ở phía sau luôn cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó, bên hông đây. Đó, mặt sau đây cô chú anh chị. Đó. À, cô chú anh chị mà có tham khảo thì em sẽ chụp hình và bổ sung thêm những chi tiết nào mà cô chú anh chị mình chưa rõ ha. Đây, 6 cái ghế thì đều như nhau cô chú anh chị ơi. Ghế nào, cái nào cũng như cái nấy, rất là đẹp. À, gỗ thì là gỗ gõ, còn ốc này thì ốc Singapore, vàng chanh xanh lục, ốc chuẩn ốc luôn, ốc rất là đẹp cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình về xem hàng, đúng chất lượng, đúng như lời em nói thì cô chú anh chị mình cứ nhận ha, nếu mà không đúng thì cô chú anh chị mình cứ gửi lại bên em. Nó không tốn 1.000 phí ship nào hết cô chú anh chị ơi. Đó, chiều cao của bàn thì em đo như vậy là 80. Đó, còn chiều rộng của bàn thì là 106. Còn từ mặt bàn xuống cái dìm như thế này là một tấc cô chú anh chị. Ở bàn này thì bàn một cốt giữa xây được nha cô chú chị, một cốt giữa xây như thế này đó, mình có thể xây cô chú chị. À, còn mặt đá đây, mặt đá thì mặt đá tàu của chú chị. Bộ bàn này toàn bộ là gỗ gõ hết nha cô chú chị. À, còn cái dìm đây cô chú chị mình xem, dìm được đều cẳng luôn ha, em xây cho cô chú chị mình xem nè. Đó, rất là liền luôn, không hề có lỗi lầm cô chú anh chị ơi, rất là liền luôn. À, còn chân đây, chân là một trụ giữa nè, một trụ giữa xây được nè. À, chân thì cô chú anh chị mình xem, người ta chạm đục rất là những cái mẫu này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, chiều ngang của trụ em đo như về là 23 cô chú anh chị, em đo cái hoành tròn luôn đi ha. Quanh tròn là 75 cô chú chị. Còn chiều dài của con ai như thế này là 45. Nó còn chiều ngang thì là 8 phân cô chú chị. À, chân là chân con ai nè. À, ba con ai thì nó đi ba cái chân cô chú chị, một trụ giữa ha, xây. Đó, cô chú chị mình xem nè. Nó rất là đẹp luôn.
Thì bộ bàn chọn bộ bàn con nai này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 80 triệu ha, em bao ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc luôn. Cô chú anh chị mình có xài những cái ghế lẻ như thế này, mình về mình gắp vô những cái bộ bàn của mình đó. Những cái ghế như thế này thì nó phù hợp nhiều lô bàn của chú anh chị, bàn vuông hoặc chả là bàn dài hay là bàn tròn như thế này của chú anh chị, rất là nhiều phù hợp nhiều lô bàn ha. Nếu mà cô chú anh chị mình có xài những cái ghế lẻ như thế này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 6 triệu một cái ha. Thì tác phẩm này cũng là cuối clip hôm nay, thì Lâm cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.